khoe ảnh gia đình ngày Tết, cả nhà bất ngờ lên xu hướng vì nhan sắc cực phẩm, cư dân mạng truy lùng danh tính vội. Tết đến xuân về, có lẽ việc tụ họp đông đủ cùng nhau chụp ảnh gia đình là điều khá quen thuộc. Một gia đình nọ ở Quảng Ninh cũng vậy. Nhưng chỉ có điều, ngay sau khi những bức ảnh gia đình được một cậu con trai chia sẻ lên mạng xã hội, thì bất ngờ cả nhà lọt top tìm kiếm. Lý do thì có lẽ ai cũng nhận thấy, vì cả nhà, từ bố mẹ đến hai cậu con trai toàn cực phẩm với nhan sắc không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt là hai cậu con trai đều có đường nét thanh tú, dễ nhìn, chuẩn gu của các chị em thời hiện đại nhá. Tìm tòi sang trang cá nhân của cậu anh có tên Phạm Thanh Tân, sinh năm 98. Cư dân mạng phát sốt khi anh chàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc với em trai cùng bố mẹ. Anh cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi sau một đêm ngủ dậy, cả nhà mình trở nên nổi tiếng. Thậm chí nhiều người còn ví anh em nhà này là Cha Eun-woo và Song Kang phiên bản Việt. Đặc biệt, thông tin cả gia đình còn thiếu hai nàng dâu khiến nhiều cô gái phát sốt, nhanh tay điền tên vào đơn đăng ký. Các chị em thì sao nào, xem gạch vội đi thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.